Chiều tối qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Văn Lâm là lái xe về từ thành phố Hồ Chí Minh. Ca đầu tiên ghi nhận tại huyện Văn Lâm trong đợt dịch thứ tư. Sinh năm 1980, có địa chỉ ở Thanh Hóa. Ngày 13 tháng 9, lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh ra kho của công ty Minh Sơn ở thôn Ngọc Lịch, xã Trường Chắc. Trường hợp này có giấy đăng ký luồng xanh, đã tiêm 2 mũi vaccine Verocell nhưng vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Văn Lâm đã phong tỏa khu vực công ty Minh Sơn, truy vết được 8 F1 đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của 3 công ty có chung địa chỉ với công ty Minh Sơn. Như vậy, từ ngày 21 tháng 6 đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 257 ca bệnh, còn 19 ca đang điều trị, hơn 7.200 người phải cách ly y tế, còn 4 điểm phải phong tỏa. Tiêm vaccine phòng COVID-19 được tổng số trên 150.000 mũi